Giải thích tên gọi cây giống tâm phúc Trong clip này Em Thắng sẽ chia sẻ bà con chúng ta một lần nữa Vì sao có tên là cây giống tâm phúc Có rất nhiều cô bác Điện tới hỏi tâm hả tâm Hoặc là phúc hả phúc Nhưng mà em lại tên Thắng Thì Nhiều cô chú Cũng rất là bực mình Tại sao là cây giống tâm phúc Mà mày lại tên Thắng Cái đó là những anh chị cô bác mình suy nghĩ đơn giản là cái người chủ cơ sở tên gì người ta sẽ đặt cái tên đó còn riêng với em không phải như vậy nếu mà em là người đơn giản thì chắc giờ này em đang còn ở sài gòn hoặc thành phố lớn nào đó ngồi văn phòng máy lạnh ngày làm 8 tiếng lương mười mấy hai chục triệu thậm chí may mắn thì ba bốn chục triệu gì đó còn khác hơn thì có thể em sẽ rong lũi trên các điểm du lịch của đất nước một tháng cũng kiếm đâu đó cũng cũng sống được hoặc là các nước bạn chứ không phải là em về quê em em, em bán cây tâm phúc bà con nghe nó nó có quen thuộc không ạ tâm phúc đầu tiên là em muốn nói đến em muốn đặt tên cho thế hệ tiếp theo của em đó là thế hệ tiếp nối đó là ý nghĩa đầu tiên ý nghĩa thứ hai mà lớn nhất là khi mà bán cây trồng đó, em thường nói với bà con á cái cây trồng rất là lâu mới cho trái thì để bà con có thể tin tưởng được là cái người thân cận tại vì từ tâm phúc là từ háng việc mà người thân cận nhất bà con thường xem phim trung quốc cái người tâm phúc là cái người thân cận mình tin tưởng được đó là ý nghĩa lớn nhất và tâm phúc bà con thấy cái câu hữu hiệu bên em là tâm sáng phúc đến lúc đó em chưa nghĩ được bốn chữ đó nữa nhưng mà sau này em mới nghĩ được bốn chữ đó mình làm như vậy cái tâm mình phải sáng thì cái phúc nó mới tới được cái phúc là cái phước là bà con mới thương mình được còn khi mình làm với bà con mà mình luôn nghĩ bán cái này phải được tiền phải được lợi mình lừa người ta đi mình gian xảo một xíu mình bán thấp xíu mình lấy cây không chất lượng cũng được vậy là không không xong không tồn tại được nên em luôn cố gắng giữ cho mình cái tâm nó sáng thì cái phút mới đến bà con đi tất cả các công ty trên cả nước luôn không có ai lấy câu khẩu hiệu nữa hết đó là hai cái nghĩa lớn nhất thế bà con để mình hiểu. Đầu tiên là đặt cho thế hệ tiếp theo, thứ hai là cái người thân cận mình có thể tin tưởng được. Còn em ở đây là em tin thắng, chính xác là em tin thắng nha bà con. Ờ, giải thích cho bà con ta hiểu một lần nữa. Cô chú mua giống thì thông tin có đầy đủ, mình có thể thấy chi tiết luôn. Em đang ngồi tại nhà của mình để quay clip cho bà con xem.